nay xưa cái là người Ấn Độ nó tổ chức giải á, nên là thiệu sân thường ngày sân đây sân này nó là đi có mấy người ở đâu đâu tới. Em hay đánh với mọi người này. GoPro 10 rồi. Anh em đang thèn thùng. Anthony rất là happy tại vì có rất nhiều là Ấn Độ. Ấn Độ, qua đây Ấn Độ không? Đã kiếm được nhưng khi mình phản xạ nhanh quá. À, chưa. Hơi bị lệch. Kia là sân bông rổ, bông rổ với bông chuyền, sân tennis nè. Bữa nay chơi cung cầu đấy, mình đá trên giờ trên sân rồi, trên sân đó cầu công công. Còn nước ngọt này, nước ngọt trong quá trời này. Nước này. Đó đánh hết vượt rồi. Nhẹ hơn à? Nặng, cũng nhẹ, nhẹ hơn cây xanh. Đánh cái này nhẹ này. Cây xanh là nhẹ nhất á. Thank you.
after this game come. Whatever? After this game come. After this, yes, yes. We'll play one day. So you already finished the tournament? No, it's going on. Oh yeah. Many teams are there, so how about you? How many matches left? Maybe 4 or 5. 4 or 5? No, I think we will play till 8 o'clock today, 8 or 8:30, because maximum game we can cover, and by next Saturday we will finish the final. Ah, next Saturday. Yeah, final. How many game you already play? I played only 2 games. Ah, 2 games. This is like round robin. Ah, yeah, yeah. Got to play by round. Yeah, you know, if you are playing best of 3, then it will take long time. So if you are playing a round robin, then whoever is leading, they will come to final. I know. Mm. Like group B and group C. Ah, yeah. Woo! My brother. Okay. From Agulonggong. My brother. Your brother? One yeah. Brother? Yeah. Oh. Other brother. Oh, is he the one who is swinging the bat? No, no. Oh. Another brother. Another brother. Yeah. This work in Ula Rula. So how many brothers you have? 3. 3. So what are here in Australia? 2. 2 in here. And 1 in Vietnam. He the second biggest. Okay. Second oldest. I think they are also waiting for players. Don't know. You know them? I don't. I think they are from my country, India. I think. Yeah, yeah. Too many Indians. Yeah. Yeah, last week.